Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Leo. Đó là cái câu mà mình vừa học được từ Quắn ở trong cái phim Bố Già của Trấn Thành. Hơi sức bước một tí nhưng mà cái bộ phim này thật sự là nó đã chạm vào trái tim của mỗi chúng ta. Và hôm nay thì mình muốn nói về cái dấu hiệu, cái ẩn ý của miHoYo cung cấp cho chúng ta về việc thời gian Banner Clee sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, trước tiên thì chúng ta cùng đến với lại một cái sự kiện mà mình nghĩ rằng tất cả các anh em chúng ta nên tham gia. Đó chính là cái sự kiện chụp ảnh cùng tham gia lễ hội Hoa Gió. Cách thức tham gia là các anh em sẽ chụp những cái ảnh trong game về lễ hội hoa gió liên quan đến chủ đề cùng tham gia lễ hội hoa gió và phải tuân thủ theo quy tắc hoạt động. Và sau đó thì các anh em sẽ đặt tên tác phẩm của mình vào trong cái khung chủ đề mà trò chơi cung cấp. Rồi đăng tác phẩm của mình lên những cái nền tảng như là Facebook, Twitter, Instagram. Nhưng mà các anh em lưu ý, cái điều quan trọng là chúng ta cần phải có thêm hashtag Genshin Impact và Winbloom Snapshot. Và hoàn thành hai bước trên thì xem như các anh em đã tham gia thành công. Và khi thắng giải thì tự động nhân viên của miHoYo sẽ liên hệ với các anh em để trao giải. Và phần thưởng sự kiện thì mình nghĩ rằng nó chỉ mang giá trị tinh thần thôi. Khi 100 người sẽ thắng giải 300 nguyên thạch và 30 người thì thắng giải quà nhân vật Mustard. Mình đoán rằng đây là những cái vật phẩm kỷ niệm out game của Genshin Impact mà thôi. Nhưng mà cái mà mình nghĩ rằng tất cả các anh em đều quan tâm đó chính là khi số người tham gia sự kiện đạt mốc 20.000 thì sẽ mở khóa phần thưởng toàn server, tất cả những người chơi đều sẽ nhận được 60 nguyên thạch. Không nhiều nhưng mà góp gió thành bão, chúng ta tích góp những cái phần thưởng nguyên thạch đến từ những cái sự kiện và những cái mã quà tặng á, thì về lâu dài thì kiểu nào nó cũng sẽ ra một cái số lượng nguyên thạch rất là lớn. Và nếu như anh em nào mà quan tâm tới cái sự kiện này thì mình sẽ để link của cái sự kiện ở dưới phần mô tả cũng như là ở dưới phần bình luận của video. Ngoài ra thì nó còn có thêm một cái mã quà tặng mới vào ngày 21 tháng 3 thì mình vừa mới nhập thì nó vẫn còn hoạt động. Thì anh em nào mà tiện thể thì mình có thể nhập vào để lấy 30 nguyên thạch cộng với lại 5 quyển sách kinh nghiệm. Tiếp theo là một tin mừng cho những anh em nào mà đang sử dụng các thiết bị di động và chúng ta đăng nhập bằng cái tài khoản Google. Thì bây giờ chúng ta đã có thể liên kết với lại cái tài khoản của miHoYo hay còn gọi là thẻ thông hành. Bằng cách là chúng ta vào trong cái menu chính hay còn gọi là menu Payment. Tại mục thiết lập thì chúng ta sẽ chọn cái dòng kế cuối, đó là dòng tài khoản. Lúc này thì các anh em có thể liên kết được với lại tên người dùng, email, số điện thoại. Và theo đề xuất của mình thì các anh em nên liên kết hết với lại những cái mục này. Và cho dù là qua bao nhiêu những nhân vật liên tục ra mắt, thì ba nhân vật cơ bản ngay đầu game chúng ta có thể sở hữu được đó chính là Catherine, Lumine và Ninh Quang đã đạt được số điểm cũng như là số vé bầu chọn cao nhất. Tiếp theo thì tại sự kiện Hoa Gió lần này, mỗi nền tảng thì nó có một cái thế mạnh và khó khăn riêng. Ví dụ như là nền tảng PC thì khó khăn trong việc đánh đàn, còn nền tảng điện thoại thì bắn bóng bay nó thật sự rất là khó, anh em nào mà trên 3.000 điểm là cái trình độ rất là đáng nể. Còn các anh em trên PlayStation thì mình không chắc nữa, nhưng mà mình thử chơi trên PlayStation thì mình thấy rằng là khó đều các anh em. Từ bắn bóng bay cho đến đánh đàn đều rất là khó, chỉ có mỗi bay lượn là dễ dàng mà thôi. Cuối cùng thì chúng ta đã thấy xuất hiện một cái dấu hiệu, một cái ẩn ý đến từ miHoYo về cái lễ hội tiếp theo của Mustard, đó chính là Ludi Harvestum. Đây chính là một cái lễ hội thường niên tại Mustard kéo dài 15 ngày và tràn ngập ở trong các trò chơi và âm nhạc. Ludi Harvestum được coi là một cái lễ hội nổi tiếng nhất dành cho trẻ em. Lễ hội sẽ xoay quanh âm nhạc và bay lượn, đồng thời nó còn có một cái môn thể thao. Đó chính là ném Harvestum, một cái quả bóng hình tròn bọc vải đỏ, vào trong đám đông. Ai nhặt được nó thì sẽ được chúc phúc cả năm về tài lộc cũng như là hạnh phúc. Lễ hội này được kỷ niệm đến cái việc mà phong thần Papathos dạy cho người dân của mình biết đến rượu và sống tự do. Và có lẽ là nó sẽ là cái lễ hội tiếp theo sau cái lễ hội Hoa Gió tại Mondstadt bây giờ. Còn thời gian của nó thì mình nghĩ rằng nó sẽ liên quan tới một cái sự kiện thể thao hoặc là một cái sự kiện liên quan tới trẻ em. Ví dụ như là ngày quốc tế thiếu nhi hoặc là ngày trung thu. Tuy nhiên thì trung thu thì chúng ta đã có giao giao rồi, vì vậy cho nên là khả năng rất cao quốc tế thiếu nhi thì chúng ta sẽ có Klee quay trở lại. Và nếu như mà các anh em quay trở lại cái nhiệm vụ truyền thuyết của Klee thì các anh em sẽ thấy rằng chúng ta có một câu là Just wait for Lodi Harvestum, oh yeah, they're gonna love it. Ok, rõ ràng là Klee rất là quan tâm tới cái lễ hội này. Và theo mình nghĩ rằng với cái sự thành công rực rỡ của cái banner Venti những cái ngày hôm nay đạt được thì mình tin rằng banner Klee và John Lee nó sẽ nhanh chóng quay trở lại trong cái thời gian ngắn sắp tới đây mà thôi. Nói một tí về Klee thì mình nghĩ rằng đây là một cái nhân vật loli rất là dễ thương, hệ hỏa thời thượng, cũng khá là thân thiện đối với lại thánh di vật, vũ khí và đồ hình. Và đặc biệt nếu như mà có khả năng đầu tư được đến cung mệnh 2 hoặc là cung mệnh 4 thì Klee còn phát huy được sức mạnh lên rất nhiều. Và doanh thu trong cái thời gian ngắn đến từ Klee bây giờ vẫn là một kỷ lục mà chưa có một cái nhân vật nào có khả năng phá được. Như vậy là Klee sẽ quay trở lại trong cái ngày quốc tế thiếu nhi, đó chính là cái bóng gió, cái ám chỉ mà miHoYo gửi tới cho chúng ta. Còn các anh em nghĩ như thế nào? Hãy cùng bình luận xuống bên dưới để chúng ta thảo luận thêm. Bye bye tất cả các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video sau.